Ừ, hay thế. Ok, nàng nghe thấy cô chưa? Okay. Con lên cô. Now, chúng ta sẽ đến với bài 3. Lucy talking to Paul about his birthday. What does Paul say to Lucy? Chuyện với Paul về sinh nhật của anh ấy. Paul nói gì với Lucy thì trong bài này con sẽ là hoàn thành của hội thoại. Để cho chọn. Thành đã hiểu bài này chưa? Con hiểu rồi cô ạ. Cô bài này nhá. À đâu yếu thôi. Tôi còn là trời. Nam có số 1 con điện gì? Câu số 1, con đỉnh là E. Sáng, số 2. A. Sáng, 3. Số 3 là H. Nói. Chính xác. F. Con. Sáng, tốt, số 5. D. Rồi, tốt. Woo. Nhá. Tiếp theo sẽ là bài tập số 4, đọc
điền vào chỗ trống, được chưa? Ok, như cái bài này mình làm rồi. Này nhá, thấy chưa? À, chọn từ để điền vào chỗ trống. Các từ là các từ ở ô màu trắng bên trên ấy, thấy chưa? Vegetable nhá. Theo cô này. Vegetable. Vegetable. Sprout. Sprout. Cô đi cái sprout. Raw. Wow. Con ơi, con đang làm gì đấy? Con ngồi thẳng lên nào. Con Con đang chưa nghe rõ. dùng điện thoại à? Không cô, điện thoại con học gì lâu rồi. Excited. Excited. Place. Best. Scene. Scene. Speech. Live. Hiểu. Hiểu. Well. Hiểu. Hiểu. Rồi. Speech. Cô đọc to lên cô. Thì chắc là tại tai nghe đấy. Con bảo bố mẹ check lại tai nghe của con nhá. Bởi vì Cô mà to lắm. cô dạy từ chiều các bạn đến giờ thì các bạn ấy không ai không nghe rõ cả. Nên là xem lại tai Các nghe. bạn bật loa to. Bây giờ con bật loa to lên được cô. Nào, đọc lại village. Village. Ok, con điền chọn từ điền vào chỗ trống đi, làm câu số 1. Làm câu số 1 trước nhá. Con xong rồi không? Ok, câu số 1 con điền gì? Câu số 1 con Bless. Bless. Con điền đang đọc lại câu hỏi xem có đúng không? sai rồi. Village nhá. Con làm nhanh làm gì? Cô cần làm đúng thôi. Câu này là mỗi năm, every year there is a competition in his village. Đều có một cuộc thi ở trong ngôi làng của anh ấy chứ không ai là trong cái đĩa của anh ấy cả. Câu 2 và 3. Ok, con làm xong rồi cô ơi. Ok, câu số 2. Câu số 2. Câu số 2 là xin ạ. Xin ạ. Số 3. Số 3 là skill. Nào đấy. Ok, cô di chuyển con chuột khanh sang bên trái không? Cô chuyển gì hả con? Chuyển chuột đi cô. Cô lên từ là đây không? Đấy, cô chuyển đây 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 đúng rồi cô, đúng rồi Lại nhá. Still. đấy. Skill. Skill. Con ơi, đây là chữ tờ Skill. nha. Tờ.
chữ tờ tiếng Việt đây, still Tiêu. là round Tiêu. à. Wow. Nhưng là động từ trộm, đây là nó màu xanh và tròn mà, sau tính từ, sau to be là tính từ, green là tính từ rồi, sau bên cạnh and là và thì nó phải nối từ có cùng chức năng, tính từ là tính từ, vậy thì ở đây là từ round, nó đang miêu tả cái quả watermelon là quả dưa hấu mà. Con đã rõ chưa nhỉ? Con hiểu rồi cô. Thế ra bài tập về nhà, con sẽ về nhà làm bài tập cho cô nhá, được chưa? Và lưu ý hôm sau mình sẽ luyện tập nốt reading và speaking để mình làm bài kiểm tra nhá. Khánh nhớ chưa? Ok cô. Ok, so the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Bye bye con.